phần. Thôi mẹ sống mờ quá ta. Theo và xếp, COVID-19 vẫn đang ổn lòng. Quay cho mẹ coi mình giá coi. Và những biến phức tạp trong thời gian tới. Tối quá hả? Các doanh nghiệp vẫn cần cẩn trọng trong phương án kinh doanh. Nhất là xuất khẩu của thị trường trọng điểm. Doanh nghiệp vẫn cần thế đi. Thế đi. Quay đi, làm gì ạ? Quay đi để hồi mẹ quay nhanh, mình tua nhanh, mình cứ quay hết đi. Cảm thích thấp á, thấp mà nói chuyện nhé. Rồi. Mọi người về cái bút hàng.
Cúc quay nhỉ. Sắp tới SLA cũng sẽ triển khai ra thị trường S-Connect là cái dịch vụ có thể đáp ứng tất cả những tiện ích của khách hàng, tất cả trong một. Giờ mình sử dụng như thế cũng nhiều rồi, thì mình bản thân tôi thì cũng hay sử dụng chỉ phòng thanh toán cũng trên nền tảng internet hết. Đây với con đến ngân hàng cũng tiếp xúc hơn và ổn định hơn. Chuyển đổi số là chiến lược sống còn của các ngân hàng, nhưng phải đến thời điểm này thì mới được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc để tái cấu trúc hoạt động ngân hàng, giảm chi phí và